Thủ tướng Đức Angela Merkel nói, bà mong Mỹ và Iran sẽ đối thoại. Nhưng sau khi trao đổi với Tổng thống đôi bên hôm 24 tháng 9, bà cho rằng trông đợi Washington dỡ bỏ chế tài trước cho Iran là chuyện phi thực tế. Phát biểu của Thủ tướng Đức được đưa ra bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani từng tuyên bố sẽ mở ngỏ cho các cuộc thảo luận về những thay đổi nhỏ, bổ sung hoặc hiệu đính thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Iran ký với 6 cường quốc lớn nếu Mỹ dỡ bỏ chế tài cho Iran.